công danh thành đạt, gia đình ấm êm. Các con đã trưởng thành, cứ ngỡ rằng anh Liêm chỉ cần an nhàn tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Vậy mà một tai nạn bất ngờ đã khiến anh đột ngột ra đi. Nguyên là phó chánh văn phòng thường trực tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Nhắc đến anh Trần Thanh Liêm, ai cũng ngưỡng mộ và cảm mến vì lãnh đạo luôn hết mình vì công việc. Còn với tổ ấm của mình, anh là người con trai hiếu đạo với cha mẹ, là chỗ dựa bình yên nhất của vợ và các con. Trong những ngày đỉnh điểm chống dịch COVID-19 tại Bình Dương vào đầu tháng 10 năm 2021, trên đường đi kiểm tra các chốt phòng chống dịch, anh Liêm bất ngờ gặp tai nạn giao thông và đã không thể trở về. Khi nhận được điện thoại báo anh Liêm bị tai nạn, chị Thạch run rẩy, choáng váng và tới hôm nay chị vẫn không tin chồng mình không còn nữa. Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, nhìn mẹ thẫn thờ một mình cô quạnh, hai con của chị Thạch nhớ bố bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ vất vả cùng bố gây dựng sự nghiệp, chăm sóc hai anh em. Giờ được chút an nhàn thì bố lại bỏ mấy mẹ con ra đi mãi mãi. Ba em là người rất là ít nói, nhưng mà em cảm nhận được từng cái hành động, từng cái cử chỉ mà ba em quan tâm đến mọi người. Giờ để cho ba yên lòng thì em sẽ cố gắng chăm sóc tất cả các thành viên còn lại trong gia đình và tiếp tục thay ba để quản lý, để hỗ trợ các công việc của gia đình. Con cái đã trưởng thành, muốn chăm chút cho tuổi già thảnh thơi. Cách đây một năm, hai vợ chồng anh chị bàn nhau tham gia hợp đồng bảo hiểm An Phát Cát Tường với mong muốn tạo lập quỹ dự phòng tài chính, phòng khi đau ốm bệnh tật. Nếu không dùng tới thì có thể làm của để dành tặng cho con cái sau này. Tham gia cho ảnh thì cách đây có một năm thôi. Thì khi đó là tôi đã cảm nhận được cái bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi như thế nào. Khi tham gia bảo hiểm là mình chỉ nghĩ là để bảo vệ thôi. Nhưng mà bây giờ cái rủi ro nó quá lớn vậy thì công ty Bảo Việt đã chi trả ở cái mức đó. Tuy rằng nó cũng không phải là bù đắp hết được cái nỗi đau của mình, nhưng mà phần nào thì cũng giúp cho gia đình tôi cũng vượt qua cái khó khăn khi mà ảnh vừa mất. Ngay khi nhận được thông tin khách hàng Trần Thanh Liêm tử vong do tai nạn giao thông, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên chị Thạch và gia đình. Đồng thời, công ty nhanh chóng làm thủ tục chi trả số tiền 3 tỷ đồng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ anh đã tham gia vào tháng 12 năm 2020 cho gia đình. Anh là một người có vị trí xã hội rất là cao, có sự ảnh hưởng rất là lớn đến những người xung quanh. Nhưng thật sự là rất là không may khi mà công ty nhận được cái tin này. Anh chỉ mới tham gia có hơn 6 tháng thôi. Và khi hay tin thì cán bộ công ty cũng như công ty cũng đã đến để thăm viếng, chia sẻ, động viên của gia đình. Và qua cái sự kiện này thì công ty cũng nhanh chóng nó hoàn thiện cái hồ sơ và đã chi trả cho người thân của anh là 3 tỷ đồng. Bảo hiểm nhân thọ thì thật sự rất là cần thiết, rất là văn minh, có thể là hỗ trợ, chia sẻ cho khách hàng. Và trong suốt cái hành trình mà 25 năm cộng tác cùng với Bảo Việt Nhân Thọ thì tôi cũng thấy rằng là người dân Việt Nam của chúng ta đã quan tâm nhiều hơn tới bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt là trong cái thời điểm dịch này thì mọi người cũng quan tâm tới vấn đề là sức khỏe, chi phí về nằm viện. Và chính vì điều đó mà Bảo Việt Nhân Thọ chúng tôi cũng đã hết sức mình tạo điều kiện, hỗ trợ và đồng hành với khách hàng để là chia sẻ với khách hàng trong những lúc khó khăn nhất. Rủi ro bất ngờ ập tới, mang người chồng, người cha rất mực yêu thương vợ con đi xa mãi mãi. Chị Thạch sẽ chẳng bao giờ được dựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, buồn bã. Anh ra đi mang theo tình yêu và niềm thương nhớ khôn nguôi của chị. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và cũng là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người thân yêu của mình. Và anh Liêm cũng vậy. Ngay cả khi không còn bên chị Thạch,
thì anh Liêm vẫn sẽ luôn là điểm tựa cho chị khi tuổi già. Số tiền 3 tỷ đồng được Bảo Việt Nhân Thọ chi trả sẽ thay anh Liêm chăm sóc chị và cùng chị vun đắp những dự định cho hai con. Ở một nơi rất xa, anh vẫn luôn dõi theo chị với tình yêu thương vô hạn. Bảo hiểm nhân thọ, lá thư tình yêu và trách nhiệm dành cho những người thân yêu nhất.